Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì em lên một cây kính Cartier bằng đúc 18K, giá là 69 triệu. Một cái giá có lẽ là khá là nhiều anh em sẽ khá là bất ngờ với cái giá như thế này. Nó là một chiếc kính vàng 18K, vàng vàng, ở 3 mảnh. Tại sao giá nó lại có cái giá nó là khá là mềm và ưng ý như thế? Trước kia thì em bán rất là nhiều các phiên bản về Shadow Core, những phiên bản nó loanh quanh 100 triệu. Ngay cả những bản vàng trắng này thì hôm trước em cũng giao bán là 83 triệu và đây là chiếc Cartier vàng đúc cuối cùng của em. Còn một vài chiếc vàng vàng và vàng hồng, đặc biệt là vàng hồng thì em bán rất là nhanh. Vàng hồng có cái lên đến đỉnh điểm là 125 triệu, có cái 110 triệu và tất cả đều đã được giao lưu rất là nhanh cùng với lại anh em. Xin cảm ơn anh em với những chiếc kính nó cao tiền như thế thì thực sự trong cái giao dịch ở một cái phân khúc nó cực kỳ là khó. Thế nhưng mà cũng rất vui là được anh em quan tâm và theo dõi ủng hộ. Ngày hôm nay thì em lên một cái kính Cartier. Anh em có thể thấy là cái Cartier chiếc này nó hơi khác so với lại những chiếc khác, đó là cái nó có thêm hai chấu ở bên này. Bản này là vàng đúc 18K. Sơ bộ thì em có nhìn đây là chiếc vàng vàng. Tuy nhiên thì chưa biết là sau khi mà lau lên thì nó sẽ thành vàng hồng như thế nào. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì em đã một lần mua một chiếc vàng vàng và khi mà về đến tận tay cầm lên nó cũng là vàng vàng như thế này. Nhưng mà khi dùng cái khăn này lau qua cho bóng một chút thì cái lớp phấn vàng ngoài nó bay đi vào bên trong, nó là lộ là một cây kính hồng và cực kỳ là đẹp. Bởi vì những cây kính mà không lâu năm không đeo thì thường nó sẽ lên những cái đỉa như thế. Và cái phần của nó thường là lên màu vàng vàng chứ lại nó lại không lên màu vàng hồng, kể cả là cái sắc tố của nó là màu vàng hồng. Đó là điều rất là thú vị ở những cây Cartier là như thế. Và anh em biết rồi, nếu mà mua với giá một cây vàng vàng về mà nó lại thành vàng hồng, tất nhiên là ăn là khá là to đấy. Thực ra thì việc được hay mất thì được thì anh em có thể thấy, nhưng mà có những trường hợp mua mà bị rủi ro từ bên kia thì có lẽ là kính thì còn là kính vàng thì còn đỡ hơn, nhưng ví dụ như là đồng hồ hay một vài bật lửa, đặc biệt là bật lửa thì anh em sẽ thấy cái hiệu suất tỷ lệ rủi ro nó cực kỳ là cao. Mua bán qua ảnh thì bao giờ nó cũng như thế. Ví dụ như anh em mua bán qua ảnh, đối với lại anh em seller ở Việt Nam thì nó sẽ có một cái nó dễ dàng hơn, bởi vì là anh em sẽ bảo đảm cái sự uy tín của mình và sẽ bán hàng nó đúng với chất lượng và đúng với cam kết, và nếu mà hàng không ưng ý thì anh em có thể trả lại được. Tuy nhiên đối với lại việc mua bán ở các web ở nước ngoài thì điều đó sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, trừ khi ví dụ như là chúng ta mua một chiếc đồng hồ mà nó là hàng zin, người ta gửi cho họ hàng fake, ví dụ như mua trên eBay thì cái PayPal này thì họ sẽ giữ lại cái tiền và chúng ta có thể gửi lại được chiếc đồng hồ. Nhưng tuy nhiên thì có một việc là như ông bà ta vẫn nói là chờ được vạ thì má đã sưng, bạn sẽ mất khoảng vài triệu để gửi cái sản phẩm đó qua cái nơi mà người ta đã bán cái sản phẩm đó qua eBay. Nó rất là phức tạp, mất thời gian và nói chung là mệt. Những cái thứ mà mình mua nó không ưng ý là nói chung là mệt. Còn nếu mà anh em mua ở Việt Nam đối với một vài seller mà uy tín thì anh em sẽ có hiện tượng đổi trả, hoặc có thể phản ánh trực tiếp, hoặc là có thể trao đổi trực tiếp, mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng. Trở lại cái kính của chúng ta thì cái kính này thì ở bên trong thì anh em biết rồi, nó vẫn có chuyện là 750 đầu hai con nó, và càng có chiếc này càng 135. Càng 135 thì hôm trước em có nói rồi, so với 140 thì nó ngắn hơn một chút. Tuy nhiên thì đối với một cây kính 135, 140 thì anh em hãy tưởng tượng nó chỉ có 5 ly thôi, cho nên là nó không bị vướng nhiều. Cái biểu tượng xoắn ở đây và chữ Cartier ở đây nó rất là đẹp đó. Cầu chiếc này là cầu 16, tất cả đều còn là nguyên zin toàn bộ. Rất là lâu mình mua một cây Cartier như thế này. Tuy nhiên đối với một cây Cartier như thế này thì anh em cũng phải có một cái điều nó lưu ý, nó khó hơn lại so với lại những cái kính khác. Ví dụ như cây Cartier 3 mảnh như thế này thì nó chỉ có một chấu thôi, việc khoan nó sẽ rất là dễ so với lại những cây hai chấu như thế này. Việc cây hai chấu như thế này, việc tạo dáng dáng kính mắt này cũng như là cái việc khoan phải là những cơ sở nó cực kỳ là tốt. Tốt ở đây không có đồng nghĩa là những cơ sở lớn là họ sẽ làm tốt đâu ạ. Bởi vì những cơ sở lớn thì nhiều khi gặp phải những bạn kỹ thuật
cái kỹ thuật của họ cũng chưa chắc là đã tốt. Cơ sở lớn ở đây có một vài điểm thì theo như mình thấy thì họ mình có nhận thấy là cái máy móc của họ khá hiện đại so với lại những cái hàng ở shop nhỏ. Tuy nhiên thì về yếu tố kỹ thuật thì theo như mình đánh giá thì những cái hàng kính dạng như cục phủ như anh em hay chơi ấy, thì có vẻ là tay nghề của thợ họ tốt hơn là so với lại những anh em ở những cái shop lớn. Thường những cái shop lớn thì tay nghề của họ không thực sự cao, bởi vì là anh em biết rồi, khi mà làm ở những cái shop mà họ ví dụ họ chuyên buôn bán những cái dạng kính như thế này thì họ do có tay nghề họ rất là tốt, bởi vì hàng ngày họ làm rất là nhiều sản phẩm và rất là nhiều, cho nên họ sẽ có cái kinh nghiệm và có cái xử lý, đặc biệt là cái kinh nghiệm và xử lý trong việc gì cũng thế, kinh nghiệm và xử lý thì nó sẽ tốt hơn so với lại những anh em thợ ví dụ như ở trong các shop lớn. Ở trên video thì mình không tiện nói ra, bởi vì là nó liên quan đến việc uy tín làm ăn của người ta, mặc dù mình cũng là người thường xuyên cắt ở những cái địa điểm như thế, cơ sở lớn của Hà Nội. Tuy nhiên thì cũng có một vài lần là mình không được ưng ý lắm. Về kính cà tia thì anh em biết rồi, những cây vàng đúc như thế này thì vệ sinh nó sẽ rất là dễ, bởi vì nó là nguyên khối vàng. Hôm trước thì cũng có một anh hỏi về một cây kính cà tia ba mảnh mà ở trong cái gọng đồi mồi và các phần này nó là mạ. Mạ của cà tia nó cũng khá là tốt đấy, nó được mạ khoảng 5 lớp mà cho nên là nó khá là dày và đẹp. Thì anh có hỏi về chế độ bảo hành. Thực ra thì về kính thì khi người người chơi người ta hỏi như thế thì em cũng thường xuyên có một cái phản biện, theo anh thì bảo hành cái gì? Bởi vì khi mà đối với cá nhân em thì khi mà người người chơi người ta hỏi một câu hỏi nào đó thì theo em thì cũng phải nên phải nghĩ là câu hỏi của mình nó là tại sao và như thế nào. Thường khi em hỏi một vấn đề thì đấy em sẽ tự trả lời cái câu hỏi như thế, tại sao như thế nào, và mình sẽ phải tự trả lời cái câu hỏi như thế. Còn nếu mà hỏi trong cái tình trạng vô thức như thế thì em sẽ hỏi lại một câu biện chứng là thế bảo hành thì bảo hành cái gì. Thì anh cứ lại chuyển sang là khi mà mình mua một cái vòng nó cá tia nó khoảng 200 triệu thì người ta đánh bóng nó rất là người ta làm mới nó rất là dễ, thì em hỏi là vòng của anh bằng bằng vàng hay là bằng mạ vàng hay bằng kim cương, thì bảo vòng bằng vàng. Thực ra vòng vòng bằng vàng hay là những cái sản phẩm như thế này thì anh em cũng chẳng phải phải lên hiệu cà tia chính hãng để anh em spa hay là bảo hành hay là làm mới làm gì. Cái việc đấy nó rất là dễ, anh em chỉ cần ra một hàng kính, người ta có cái máy sục nó khoảng hơn 1 triệu, anh em thả cái kính này vào, người ta sục lên thì cái kính này nó sẽ là mới tinh. Còn nếu mà những trường hợp mà nó bị va bập thì chắc chắn là không thể xử lý được. Nói đây không về không thể xử lý được là ở trong cái tình trạng là mình sục lên nó như mới được. Nếu mà nó va bập thì chỉ một cách là nó bù vàng sau đó mình đánh lướt qua, sau đó mình sục lại lên thì việc việc đấy thì ok, đấy là việc xử lý. Còn hãng người ta chả bao giờ người ta làm như thế cả. Thì khi mà hỏi như thế thì anh cũng có nói chuyện qua một chút, nhưng mà khi mà đến phần cuối của cây kính là tất cả mọi thứ đều ưng ý rồi thì không đọc tin nhắn và hủy kết bạn. Thực ra là cái hành động mà hủy kết bạn như thế thì em thấy là cũng rất là bình thường, cũng không không vấn đề gì cả. Vì trong cuộc sống của chúng ta thì cũng có những người mà mình thích, có những người mình không thích. Cá nhân em về cá tính có những người em không thích, mặc dù em vẫn làm ăn, nhưng ví dụ như trên blog hay trên Zalo, trên Facebook hay trên Zalo em vẫn blog bình thường, ngoài ngoài công việc nếu gặp mặt uống cà phê vẫn giao dịch bình thường mọi thứ, nên bởi vì mình không thích những cái quan điểm cá nhân của họ chia sẻ ở trên Facebook, trên Zalo. Những cái việc đấy nó khác với lại cái tư tưởng và cái suy nghĩ của mình, và mình đọc những cái điều đấy mình cảm thấy khó chịu, mình block luôn. Tuy nhiên đối với những cái việc làm ăn, khi mà ngồi với nhau làm ăn đều có lợi thì vẫn ngồi làm ăn. Còn đối với việc cá nhân thì mà đã không thích nhau thì mình nên dừng lại ở những cái việc cá nhân, còn công việc nó là công việc, còn cái việc tính cách nó là tính cách. Nên là đối với những vị khách khi mà đã hỏi về kính và cà tia thì em biết các anh là cũng có điều kiện nhất định về kinh tế, thì cũng mong rằng là chúng ta hãy xử sự nó một cách nó chuyên nghiệp và nó văn hóa hơn. Một vài ngày nữa thì em sẽ lên một vài cái kính cơn và cũng như là bật lửa đu bông để cho anh em có cái nhiều giao lưu. Những ngày vừa qua sau khi em hoàn thiện ngôi nhà của mình xong thì em quay trở lại với được rất là nhiều anh em quan tâm và ủng hộ. Những cái mặt hàng có thể giá trị nó chưa được cao, nó chỉ là những cái mặt hàng nhỏ nhỏ, nhưng mà trong cái thời điểm mà kinh tế nó khó khăn như thế này thì cũng rất là vui khi được anh em
mà giao lưu và ủng hộ như thế này, đặc biệt là những anh em ở Sài Gòn cũng tương tác rất là mạnh, và cái việc vận chuyển nó cũng hơi gặp một chút khó khăn bởi vì Hà Nội đang chỉ thị 17. Trong cái việc vận chuyển nó hơi khó khăn một chút, thì em thì hôm nay đã giải quyết được xong những cái việc về vận chuyển, cho nên là khi anh em mua hàng thì em đều chuyển được cho anh em lưu ý ở những nơi mà bị cách ly thì anh em thông báo lại cho em, bởi vì những anh em mà bị cách ly thì ship họ sẽ không vào tới nơi và không ship được, và anh em nếu được thì có thể nhờ người thân ở những khu vực mà không bị cách ly để nhận hàng giúp em, như một vài trường hợp ở Sài Gòn vừa rồi em đã cùng xử lý cùng anh em. Khi mà những cái trao đổi mà nó rất là tích cực như thế thì em nghĩ là tất cả mọi việc giao lưu nó sẽ rất là vui vẻ, còn cùng một sự việc chúng ta nhìn theo cái hướng tích cực rất là nhiều. Hôm nay có một anh khách cũng muốn em chia sẻ với những cái mà về đồ chơi, về kính cạnh bật lửa hay là đồng hồ. Thực ra là cái mà nguồn nguồn cơn mà em bán hàng là cũng từ những cái đấy. Ngày xưa thì khi mà mới làm những video như thế này thì nhiều khi là làm cho vui, làm cho đam mê và làm theo những cái thứ mà suy nghĩ ban đầu là mình lưu giữ lại những cái kiến thức của mình thôi, thì là được rất là nhiều anh em quan tâm. Nhưng mà thời gian vừa qua thì trong cái việc cũng cũng có thể nói là sa đà vào bán hàng rất là nhiều, cho nên những cái chia sẻ về những cái đồ chơi hay là những cái chia sẻ đam mê hay là những chia sẻ về những cái chơi về đồng hồ bật lửa, kính cũng như là bút thì có lẽ là nó sẽ có bị kém hơn một chút, cho nên cái lượng tương tác trên YouTube của em nhận thấy là nó cũng kém hơn so với lại cái thời điểm mà ngày xưa khoảng hơn một năm trước em có làm. Thì khi mà làm bằng chia sẻ bằng những cái kinh nghiệm của bản thân để nói ra tất cả những cái nó trải qua thì nó cũng là một phần nó khá là tốt đối với mọi người mà khi chơi mà mới đã chơi và tìm hiểu, còn chẳng có một cái thú chơi hay là có một cái nào nó đúng theo cái tiêu chuẩn hay là đúng theo cái gì gem là phải chơi như thế này, chơi cái này phải chơi như thế này, chơi cái kia phải chơi như thế này. Tất cả mọi thứ nó đều là do cái sở thích cá nhân của mỗi người, theo cái tầm tiền tài chính của mỗi người thôi, chứ còn nó không phụ thuộc vào là chúng ta phải chơi cái gì và chúng ta phải theo người khác chơi cái gì. Ở Việt Nam thì em nhận thấy rằng là rất là nhiều người bị một cái đó là hội chứng đám đông. Một cái hội chứng đám đông là khi thấy một tổ hợp người chơi những cái sản phẩm như thế này thì mình cũng phải chơi như thế này. Thì cá nhân em thì em cũng nói với mọi người như thế này: nếu mà ai đã từng chơi chơi cá độ bóng đá, khi mà tất cả đều chơi đều đổ về một đội, mình không biết gì, mình cứ chơi ngược lại tất cả số đông thì chắc chắn là ăn. Ví dụ chơi những cái đồ như thế, khi anh em chơi lại ngược lại tất cả thì anh em sẽ dần thấy rằng những cái thứ mà mình chơi mà mình tìm hiểu ngược so với mọi người nó sẽ khác biệt hẳn. Và nếu mà khi mà những người anh em mà chơi những cái đồ kia mà có nhận thức lại thì người ta sẽ cảm thấy những cái thứ mà mình chơi, mình mới là người đi trước, và chơi những cái thứ gì đi trước nó sẽ rất là có lợi. Có lợi là gì? Lợi về thứ nhất là mình sẽ mua được những cái thứ về giá, mình sẽ mua được cái giá nó tốt nhất, và cái thứ hai là cái về sản phẩm. Sản phẩm là mình mua sẽ phải ưng, mình chơi sớm mà mình sẽ được ưng ý hơn. Như về Sanco bây giờ là em bán cũng, ngày xưa em bán rất là nhiều nhưng bây giờ cũng không thể mua được nhiều, bởi vì tiêu chí của anh em bây giờ là đẹp, độc, đắt. Nó thật, bây giờ mà mua đắt bán đắt nhiều anh em cũng chấp nhận nhưng không có vào mua. Và thực ra có những cái giá khi mà đồ nó quá đẹp, khi mà lên như thế thì bây giờ không thể thi đấu được với lại phương Tây, bởi vì người nước ngoài họ thi đấu những cái giá như thế gần như là anh em không có cửa. Anh em ví dụ như mua chỉ 2 phần, 3 phần anh em chỉ dám mua 2 phần nhưng họ dám mua đến 4 phần, thì để bởi vì họ là chơi, họ không, với lại cái tài chính họ khá là tốt, cho nên là những cái chuyện đấy người ta không quan trọng trong cái việc chơi, trong cái chơi của những cái thú chơi như thế. Có thể một vài ngày tới thì em sẽ làm một cái video về Ray-Ban, các cái dòng đời của nó một một chút. Tuy nhiên trước đây thì em cũng có làm, nhưng hôm vừa rồi thì cũng có một bạn comment ở dưới bài là muốn em làm một cái bài như thế, thì có thể là em sẽ làm một cái bài nó tương tác nó khá là giống so với một vài bài trước kia ở trên YouTube để cho anh em cùng tham khảo. Vâng, ngày hôm nay thì bán cái kính này chủ yếu là bán cái kính này, và nghe chừng là sa đà vào những cái chuyện khác hơn nhiều. Tuy nhiên thì không vấn đề gì cả, bởi vì một cái sản phẩm nó rất là khác biệt thì phải những con người nó thực sự khác biệt, họ cũng đã hiểu cái vấn đề nó nằm ở đâu rồi, thì cũng không cần phải là giới thiệu nhiều về cái kính nữa.
quan trọng là chúng ta độ thích của chúng ta và cái tầm tài chính của chúng ta như thế nào để chúng ta chơi một cái nó vừa ý theo mong muốn. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một ngày nghỉ và giữ gìn sức khỏe cùng gia đình. Hôm nay thì em cũng đã tiêm mũi đầu tiên của Covid, thì cũng rất thể ngày mai nó sẽ có những biến chứng. Không biết là nhiều người thì có cái biến chứng ví dụ như là mắt cay, nhé, không đọc được tin nhắn hay là không trả lời như nào, thì nếu ngày mai có hiện tượng mà như thế mà em có trả lời chậm hay là như nào thì cũng rất mong anh em thông cảm. Vâng, xin cảm ơn anh em.